Hi, kênh Phong Võ Phá Mơ xin mến chào quý vị và các bạn anh chị đang xem kênh. Kênh chuyên về báo giá các loại trái cây rau củ quả như bưởi da xanh, xoài cát và lọc, sầu riêng, giá trái thanh trà, giá chuối sim, chuối già và nhiều loại trái cây đặc biệt khác. Trở lại với thông tin giá bưởi da xanh hôm nay thì giá bưởi da xanh chiều hôm nay đã tăng rất nhanh và tăng mạnh so với những ngày qua, mỗi ký từ 3 đến 4 ngàn đồng trên một ký. Đây là tín hiệu đáng mừng, đáng chờ đợi nhất của bà con nhà vườn trong suốt những ngày tháng vừa qua, và đó cũng là hướng tích cực nhất có thể đẩy dần giá bưởi da xanh lên trở lại với thời giá cao đỉnh điểm nhất có thể. Rồi mình sẽ đi thẳng vào vấn đề về giá bưởi da xanh trong những ngày vừa qua và ngày hôm nay, đặc biệt chiều hôm nay. Để được các thương lái thu mua với giá bưởi da xanh cao thì bà con nhà vườn lưu ý phải săn sóc da bưởi cho thật đẹp, thật bóng láng và trái thật to, sáng để thật lâu. Nên vì thế giá bưởi có thể trở lại được đỉnh điểm thời kỳ giá cao ngất ngưỡng của năm vừa rồi. Mình nói giá cao là giá đặc biệt của năm vừa rồi, nằm ở từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 và cuối tháng 9 là giá bưởi da xanh từ 5-60 ngàn đồng một ký. Bước vào giai đoạn này, giá bưởi da xanh đang tăng dần, bà con lưu ý hãy săn sóc thật kỹ. Không nói dông dài nữa, mình sẽ đi thẳng vào vấn đề giá bưởi da xanh hôm nay. Giá bưởi da xanh hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An như sau. Đây là mình nói giá mua vào nghe bà con. Mình sẽ đọc từng loại 1, loại 2, loại 3 theo thứ tự các con số để bà con dễ nắm rõ tình hình. Cần Thơ là 22-18, Hậu Giang là 20-18, Vĩnh Long là 20-11-8, Đồng Tháp là 22-12-8, Tiền Giang là 22-18, Long An là 20-9-8. Và đặc biệt hôm nay giá bưởi da xanh mua show nâng giá lên cũng cao từ 2-3 ngàn. Cụ thể mức giá mua show từ 14 cho tới 16 ngàn đồng một ký, tùy thuộc vào từng thương lái thu mua nghe bà con. Đôi khi có những thương lái thu mua từ 16 cho tới 17 ngàn đồng một ký, cũng tùy địa điểm khu vực mua bán và chi phí vận chuyển của các thương lái, nên mỗi người có một mức mua khác nhau, nhưng sự chênh lệch cũng không cao. Tới đây mình cũng xin dừng lại clip, hy vọng rằng bà con quý vị và các bạn chị đang xem kênh ủng hộ kênh, hãy nhớ bấm like và đăng ký kênh nếu chưa đăng ký, để mình tiện bề gửi tới quý vị một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.